Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGroup nhận 1.000 top cần bot. Chương trình iGroup này diễn ra vào ngày 5 tháng 11 và kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 các bạn. Để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả của mình, nhiệm vụ của bạn thì các bạn join vào kênh group kênh Challenge nha các bạn. Thấy qua thì các bạn cũng follow. Rồi các bạn nhấp vào trang Trader các bạn follow nha thôi. Rồi theo World thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like đi. Like cho nó 1-2 bài nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi giống dưới đây thì các bạn request sẽ tweet tăng 3 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn nó chuyển đến trang Trader của mình nha tất cả các bạn chờ một chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi tôi quyết like thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn ghi vào ba người bạn vào nha các bạn, a cộng. Mình 1 2. Các bạn lưu ý các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng những người bạn nó thường xuyên nha tất cả các bạn. Bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi, mình tìm ba người bạn các bạn test lại nha các bạn. Test lại rồi các bạn trở về link form các bạn rồi nhiệm vụ đầu tiên thì cái username Telegram nha các bạn. Username Telegram thì các bạn cũng mở được luôn các bạn mở cái trang Telegram của các bạn ra chỗ này nè. Các bạn nhấp vào ba gạch trên cùng các bạn vào setting, các bạn sẽ thấy cái username mình chỗ này là @anh1133 nha các bạn. Rồi các bạn trở về link form này. Đang gọi nhiều xíu quá. A cộng. Anh 1133 nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn lấy lại các bạn mở trang Trader của mình ra, lấy cái profile link của trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở cái trang Trader của mình ra nè. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân nè, bạn nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào bio trên cùng nè các bạn nhấp vào chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn sao chép vào khai nhân tạm nha các bạn. Rồi các bạn cũng trở về một cái link form hồi nãy nha tất cả các bạn. Các bạn bắt cho đây nè các bạn. Khoan các bạn. Khoan các bạn, cái máy mình bị đứng kỳ cục quá. Tắt video nè, các bạn bắt cho đó nha các bạn. Rồi tiếp tục, các bạn cũng mở cái trang Trader của mình lại. Các bạn cũng mở cái trang thì đã tiếp tục các bạn bấm qua tờ quyết nha các bạn. Các bạn nhập cái hồ sơ mình lại rồi. Rồi các bạn cũng lướt xuống cái bài đi net đi Facebook nè các bạn chia sẻ nha các bạn. Bạn sao chép đến theo Word nè, tự quyết nè.
rồi các bạn cũng trở lên là cảm bát từ đây nghe không. Rồi các bạn bắt địa chỉ xe 20 chút wallet máy xe wallet nha bạn. Còn đây thì dòng ID theo Word của mình thì các bạn nhớ điền giùm mình A+. MMO Ngọc Anh nghe tất cả các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với IC với chút của Lát ra, các bạn copy địa chỉ anh mình. Rồi các bạn sao chép các bạn. Không biết ăn không nên sao chép lại. Rồi các bạn sao chép xong rồi các bạn chơi game Blue Form này các bạn bắt ở đây nè quá. Rồi các bạn bấm việc bấm gửi các bạn. Vậy video dán mình ở đây để kết thúc. Mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.